xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm món canh kim chi. Canh kim chi mà pha phong cách Việt Nam. Nguyên liệu thì sẽ gồm có: đầu tiên là kim chi. Kim chi là tất nhiên là phải có rồi nha mọi người. Thứ hai chính là thịt bò. Đây. Nguyên liệu thứ ba chính là chả cá. Mình không có chả cá Hàn Quốc cho nên mình sẽ lấy chả cá Việt Nam nha mọi người. Thứ tư chính là đậu phụ, còn gọi là đậu hũ, mà này gọi là đậu hũ trắng chứ không phải là đậu hũ non nha mọi người. Thứ năm đó chính là nấm kim châm. Thứ sáu đó chính là tôm khô. Tôm khô này á, thì mình sẽ làm cho nó ngọt nước nha mọi người. Mình sẽ lấy tôm khô để làm nước dùng, để nước dùng mình sẽ ngọt và ngon hơn, mình sẽ ít dùng đường hơn. Thứ bảy là hành bơ rô, cái này là để cho nó thơm hơn đó mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trước tiên là mình phải phi hành tỏi cho nó thật thơm nha mọi người. Hành tỏi mà mình phi sẵn đó, xong rồi đây là cái chảo thôi, mình lấy chảo để mình phi hành tỏi, xong mình sẽ bỏ qua cái nồi nước cho nó đẹp hơn, nó thơm hơn. Sẽ bỏ tôm khô vào nhé mọi người. Mình sẽ làm cho tôm nó hơi thơm thơm một tí và mình sẽ bỏ ra mình nấu nước dùng. Thơm đó mọi người ơi. Đây, tiếp theo sau đó là mình sẽ bắt một nồi nước cho mọi người. Sẽ làm nước dùng để nấu canh kim chi nhé mọi người. Chúng ta sẽ bỏ tôm khô vào nha mọi người, chờ nước nó sôi và cái tôm nó ngấm vào trong nước á, là sẽ có một nồi nước dùng cực kỳ ngon luôn. Vì đây là cái nồi lẩu á, cái chất liệu cái nồi á nó không có dày giống như những cái chất liệu cái nồi khác. Cho nên là mình không nên làm trực tiếp ở trong cái nồi lẩu nha mọi người. Mình chỉ là mình nên xào trước ở trong chảo rồi mình đổ như vậy. Mình phải chế nước vô trong nồi trước để tránh cái việc mà cháy nồi nha mọi người. Đó. Trời ơi, nước dùng giờ đẹp quá nha mọi người ơi. Chúng ta đợi nó sôi, ơi là sôi xong rồi chúng ta sẽ vớt bọt ở bên mặt trên ra nha mọi người, để nước dùng của chúng ta sẽ trong hơn. Chúng ta phải vớt bọt ra như thế này. Ở trên mạng á, người ta chỉ là họ tôm khô á, sau khi nấu dùng xong thì họ sẽ lược lấy nước thôi, không lấy tôm. Nhưng mà mình sẽ giữ lại là tôm luôn nha mọi người. Mình sẽ không bỏ một cái gì hết. Cái màu nước dùng đẹp ghê không mọi người, chút nữa mình bỏ kim chi là sẽ đẹp hơn nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ kim chi vào nhé mọi người. Đây. Trời ơi thơm quá. Kim chi này á, ở gì của mình làm đó mọi người, cho nên cực kỳ chua luôn. Đó, đẹp quá rồi mọi người, giống như một nồi lẩu kim chi rồi nè. Mình sẽ chờ sôi, ơi là sôi, xong rồi mình sẽ bỏ những nguyên liệu còn lại ha. Mình sẽ nêm một ít nước mắm vào nha mọi người, tại vì mình nấu theo phong cách Việt Nam mà. Người Việt Nam thì thiếu nước mắm là không có được đúng không mọi người? Nước mắm nó dậy mùi kinh khủng lắm mọi người ơi. Đó, mình bỏ hạt nêm nhé. Đây. Mình sẽ bỏ một nêm vào. Mọi người nêm nếm gia vị cho vừa ăn nha. Tại vì tùy khẩu vị của mọi người á, Dâu sẽ không dám đông cái lượng hạt nêm gia vị cho mọi người đâu. Tại vì mọi người tùy khẩu vị của mỗi người ăn khác nhau, có người ăn ngọt, có người ăn mặn, có người ăn chua hay gì đó. Bây giờ mình sẽ bỏ đường vô nha.
Nhà mình thì chỉ ăn hạt nêm thôi mọi người, với ăn đường thôi chứ không có ăn bột ngọt. Vì bột ngọt thì nó sẽ không tốt cho trí não với lại bao tử. Cho nên mình nhà mình rất là hạn chế, thậm chí là sẽ không ăn luôn. Bây giờ sẽ nếm thử coi vị nó như thế nào. Vậy vậy là ok rồi đó mọi người. Theo ý mình như vậy là ok rồi. Có thể mọi người sẽ làm nêm như mình cũng được, xem như vị của nó như thế nào ha. Giờ mình sẽ bỏ thịt bò vô ha mọi người. Thơm quá rồi mọi người ơi. Thịt bò này á, ở trên mạng thì nó sẽ ướp một chút gia vị, nhưng mà tại vì mình đã nêm sẵn ngon ở trong nồi canh rồi, cho nên mình không cần nêm gia vị nữa. Mình sợ nó sẽ bị mặn đó mọi người. Bỏ thịt bò rồi, sau đó mình sẽ bỏ đậu hũ và nấm kim chanh vào luôn nhé. Đây, đậu hũ trắng này nó sẽ ngọt hơn là đậu hũ non nha mọi người. Nên mình sẽ bỏ lần lượt đậu hũ với nấm kim chanh vào. Lò này là nấu cũng phải 3-4 người ăn đó mọi người, mà nhà mình chỉ có 2 người thôi, cho nên là cái nồi này sẽ ăn nguyên ngày. Wow, đẹp quá nè. Hấp dẫn quá mọi người ơi. Mình rất là thích ăn nấm kim chanh nha, nó rất là dai. Mà nó cũng đẹp nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ chả cá vào nha. Hoàn thành là lẩu kim chi thôi nào. Sắp xong rồi mọi người ơi. Đây là món lẩu kim chi phong cách Hàn Việt. Tại vì chả cá này không phải là chả cá Hàn Quốc rồi nè, đây là chả cá Việt Nam nè. Mình bỏ hành bơ rô vào nhé. Wow, đẹp quá. Thay vì mình ăn hành lá thì mình sẽ ăn hành bơ rô để nó tốt hơn ha mọi người. Ok, đây là nồi lẩu kim chi đã hoàn tất. Chút nữa do sẽ trang trí thêm một chén cơm nữa rồi bày ra tô để mọi người xem và thưởng thức nhé. Ta-da! Do đã hoàn thành món canh kim, món lẩu kim chi rồi đây mọi người. Canh kim chi cũng được, nói chung riêu nào cũng được hết mọi người. Đây, do đã múc ra tô rồi đây. Và đây là một chén cơm do đã chuẩn bị. Trời, mùa này á hả, ăn cái này thì nó hơi nóng, nhưng mà nếu mà bên Hàn Quốc có mọi người trời lạnh thì ăn cái này là cực kỳ đã luôn nha. Mời mọi người thưởng thức với nhau nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu. Nếu mọi người thấy thích thì nhớ like, share và ủng hộ kênh YouTube cho Dâu nha. Bye bye mọi người.